nhân tâm sinh nhất niệm thiên địa tận giai chi chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh minh huệ chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề một niệm giữa thiện và ác Bài chia sẻ thứ nhất, các đồng nghiệp của tôi vui vẻ nhận bài kinh văn gần đây nhất của sư phụ. Bài viết của một học viên pháp luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 6 tháng 6 năm 2023. Tôi và một vài học viên cùng làm ở một công ty và trong nhiều năm nay, Chúng tôi nói với các đồng nghiệp về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vì thế hầu hết các đồng nghiệp của chúng tôi đều có suy nghĩ tích cực về pháp môn và đã thoái xuất khỏi đảng cộng sản trung quốc khi bài kinh văn của sư phụ lý nhà sáng lập pháp luân đại pháp vì sao có nhân loại được đăng chúng tôi nghĩ đến việc chia sẻ bài kinh văn đó với các đồng nghiệp của mình tôi đi làm sớm và cầm theo các bản in bài kinh văn đó và đưa cho một vị đồng nghiệp nam Tôi nói rằng, bài kinh văn này là do sư phụ Lý Hồng Chí viết. Đây là lần đầu tiên ngài viết cho những người không phải là học viên. Anh hãy đọc đi nhé." Một đồng nghiệp khác tên là Sung cũng đến ngay sau đó. Tôi đưa cho cô ấy một bản và cô ấy bắt đầu đọc. Sau đó cô Trương đến và tôi đưa cho cô ấy một bản. Tôi nói, "Đây là lần đầu tiên sư phụ lý gửi một thông điệp đến thế giới đấy sư phụ giảng đời người tại thế gian tích thêm phúc đức vì để dùng trải con đường cho bản thân mình trở về trời mới là then chốt nhất chứ không phải vì để đổi lấy hạnh phúc nhất thời của một đời làm người này trích vì sao có nhân loại cô chưa hỏi tại sao sư phụ lý lại viết những lời này vào cuối bài tôi giải thích rằng hầu hết mọi người đều đến từ thiên thượng và đến từ các tầng thứ cao. Sung xen vào, đây là điều mà chị thường nói mà. Sau đó, vị đồng nghiệp nam cũng chen vào, nói rằng anh ấy đã đọc kỹ bài kinh văn hai lần, chỉ để chắc chắn rằng anh ấy hiểu bài kinh văn đó. Thái độ chân thành của anh ấy đã khiến tôi cảm động vì anh ấy khá là kiêu ngạo và thường phê phán những bài viết mà anh ấy đọc. Tuần báo Minh Huệ đăng bài kinh văn của sư phụ ở tập san số 938 và tôi quyết định phân phát tờ tuần báo đó cho nhiều đồng nghiệp hơn nữa. Tôi bắt đầu phát cho những người mà tôi có quan hệ tốt với họ và những người biết về đại pháp. Bằng cách này, họ có thể chia sẻ với những người khác. Một đồng nghiệp đã xin hai bản in cho gia đình của anh ấy một hôm linh là một đồng nghiệp mà thân với nam đồng nghiệp chỗ tôi đã ghé qua tôi đưa cho linh một bản tuần báo minh huệ và nói với anh ấy rằng đây là một bài kinh văn do sư phụ lý viết cho mọi người đọc trước đây các bài giảng của ngài chỉ dành cho các học viên đại pháp thôi nhưng lần này ngài viết cho những người không phải là học viên hãy đọc nó và chia sẻ cho gia đình anh nữa nhé anh ấy đáp lại một cách hài hước. Ồ oh, thật à, vậy tôi sẽ lên một tầng rồi. Mọi người trong công ty phá lên cười. Ba vị đồng nghiệp đã nói với Linh rằng các học viên pháp luân đại pháp ở công ty đã không bị nhiễm virus COVID-19 và một trong số họ đã giải thích về lợi ích sức khỏe của việc thiền định. Linh dường như bị thuyết phục và nói rằng anh ấy sẽ đọc bài kinh văn đó Tôi cũng đưa bài kinh văn đó của sư phụ cho các bạn đồng nghiệp mà tôi gặp ở hành lang và ban công và nói rằng đó là một thông điệp của sư phụ Lý cho nhân loại. Hầu hết mọi người đều nhận một bản in và một vài người còn nói rằng họ sẽ đọc ngay khi quay lại văn phòng. Tôi cảm thấy sư phụ đang giúp tôi phân phát bài kinh văn vì tôi tình cờ gặp những đồng nghiệp mà tôi hiếm khi nhìn thấy một buổi tối tôi đến quán ăn tự phục vụ để lấy đồ ăn trên đường về tôi tình cờ gặp một vị đồng nghiệp làm ca đêm mặc dù chúng tôi làm chung tòa nhà nhưng hiếm khi gặp nhau anh ấy đang trên đường đến quán ăn tự phục vụ vì vậy tôi nhân cơ hội này đưa cho anh ấy một tờ tuần báo minh huệ vị phó phòng của tôi cách đây không lâu đã đổi lịch làm việc và chỉ đến chỗ làm một lần một tuần Tôi đã đưa cho ông ấy thông tin và rất nhiều lần nói với ông ấy về pháp luân đại pháp. Tôi để dành một bản kinh văn của sư phụ cho ông ấy, nhưng không chắc ngày nào ông ấy đi làm. Một buổi chiều khi đang đi bộ qua sân chỗ làm, tôi vô tình nghe thấy giọng ông ấy. Tôi quay lại và nhìn thấy ông ấy đang đi ra khỏi tòa nhà. Tôi tiến đến chào ông ấy và đưa cho ông một tờ tuần báo minh huệ và nói với ông ấy về bài kinh văn của sư phụ ông ấy nhận lấy và chân thành nói hàng ngày chị đang làm việc tốt đấy ông ấy cũng đồng ý chia sẻ bài kinh văn này với gia đình ông ấy tôi thường cảm thấy được sự từ bi hồng đạn của sư phụ và nhìn thấy phản ứng tích cực của mọi người khi họ nhận bài kinh văn nhiều người trong số họ đã háo hức đọc thái độ của họ đã khích lệ tôi làm tốt ba việc. Bài chia sẻ thứ hai. Chúng sinh vui mừng đón nhận kinh văn mới của sư phụ. Bài viết của một đệ tử đại pháp ở tỉnh Hà Bắc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 17 tháng 7 năm 2023. Kinh văn vì sao có nhân loại của sư phụ vừa được công bố đã khiến tôi vô cùng chấn động. Trong tâm tôi tự sinh ra ý thức về trách nhiệm và cảm nhận sâu sắc rằng việc giảng chân tướng cứu người càng thêm cấp bách. Kinh văn mới của sư phụ giảng cho tất cả con người thế gian tôi cần phải truyền rộng để những người hiếu duyên được đọc. Dưới đây tôi xin chia sẻ vài câu chuyện nhỏ và tâm đắc thể hội của tôi khi truyền kinh văn mới và giảng chân tướng trong thời gian gần đây một gửi kinh văn mới cho những người đã ngay giảng chân tướng và làm tam thoái những người này là người thân bạn bè đồng nghiệp hàng xóm láng giềng của tôi đa số họ đã minh bạch chân tướng tự bản thân đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhưng một số ít người vẫn ngại thể diện và chưa hoàn toàn tiếp nhận chân tướng kiểu đối phó qua loa. Tôi nghĩ cần để những người đã minh bạch chân tướng đọc kinh văn mới. Họ sẽ lại mang kinh văn mới truyền cho người thân bạn bè của họ. Đồng thời tôi cũng tiến thêm một bước giảng rõ cho những người vốn chưa minh bạch chân tướng. Một buổi chiều giữa tháng 2, tôi bất chấp gió lạnh, đạp xe hơn 40 phút, đến một cửa hàng trực thuộc đơn vị cũ. Các nhân viên nhìn thấy tôi tới vui vẻ nói. Bà đúng là cứu tinh của chúng cháu. Bà vừa đến, cửa hàng vắng vẻ này hôm nay lại có rất nhiều khách. Tôi nhìn qua, phía trước cửa hàng nhỏ có năm, sáu người đang chen lấn. Ba nhân viên cửa hàng bận rộn chạy ra chạy vào. Tôi lặng lặng ngồi một bên phát trí niệm, đợi sau khi toàn bộ khách rời đi, nhân viên A đi tới nói: "Bà ơi, hôm nay trời lạnh như vậy, chắc có việc quan trọng?" nên bà mới tới. Tôi nói, tất nhiên tôi mang may mắn lớn đến cho các cháu đây. Sư phụ tôi dịp năm mới đã giảng pháp, vì sao có nhân loại? Đây là lần đầu tiên sư phụ giảng pháp cho chúng sinh toàn thế giới. Từng câu, từng chữ đều là thiên cơ. Ai đắc được sẽ có phúc phận lớn. Cô A nói, cháu vẫn thích xem những thứ của Pháp Luân Công. Bà mau lấy ra cho cháu xem. Lúc này, nhân viên B và C cũng tụm lại. Nhân viên B nói, những tài liệu lúc trước bà đưa cháu đều đã xem rồi, cũng giữ rất kỹ. Tôi nói, nhưng đừng cắt đi, các cháu xem rồi nên truyền cho người thân bạn bè để họ cũng minh bạch chân tướng, được bình an và đắc phúc báo. Hôm nay tôi đặc biệt mang tới đây kinh văn mới của sư phụ. Các cháu nhất định phải để người thân bạn bè cùng xem cần trân quý những tài liệu cứu người này. Đây chính là làm việc tốt to lớn, tích phúc đức lớn. Họ đều vui vẻ đồng ý. Nhân viên C nói, ba năm trước, bà đã cho cháu một cuốn sách nhỏ khi đến đây. Cháu về nhà đã xem rất cẩn thận. Cháu còn chưa làm tam thoái. Hôm nay, bà hãy giúp cháu thoái. Tôi nói, không vấn đề. Sau này người thân bạn bè của các cháu cần tôi giúp làm tam thoái, cứ gọi điện thoại cho tôi, nói bà ơi, chúng cháu nhớ bà, tôi sẽ tới. Trên đường trở về, tôi lại tranh thủ chạy qua một cửa hàng khác, lúc này đã sắp đến giờ tan làm, tôi lập tức mang kinh văn mới của sư phụ và cuốn sách nhỏ giảng chân tướng đưa cho người quản lý cửa hàng, bảo cô ấy về nhà xem kỹ, đặc biệt phải trân quý kinh văn mới của sư phụ cô ấy vui vẻ đồng ý. Tình cờ, vị phó giám đốc công ty cũng đang ở cửa hàng. Ông ấy đã minh bạch chân tướng và hai vợ chồng đã sớm làm tam thoái. Tôi nói về tình hình dịch bệnh. Tà đảng trước sau đều bịa đặt, phong tỏa mạng lưới Internet. Ba năm nay đã chết đến 400 triệu người. Dân thường chúng ta không biết gì. Ôn dịch đến vì Trung Cộng. Trời muốn diệt Trung Cộng chúng ta cần thuận theo ý trời, rời xa tà ác. Nhân loại còn có đại thảm họa, sư phụ chúng tôi tử bi, lúc này đã giảng pháp vì sao có nhân loại cho chúng sinh toàn thế giới. Tôi đưa ông một bản, ông về nhà hãy xem cho kỹ, rồi truyền cho người thân bạn bè cùng xem. Hai vợ chồng ông đã sớm làm tam thoái, đừng quên đứa con trai học sinh ưu tú của ông ông ấy nói tôi hiểu rồi hiểu rồi bà cũng giúp cháu thoái đoàn thoái đội đi tôi nói cái này phải bản thân cháu đồng ý mới làm ông phải nói cho cháu hiểu ông ấy nói không vấn đề gì bà hãy yên tâm một hôm tôi đi mua hoa quả nhớ đến chủ cửa hàng bán hoa quả là người đã minh bạch chân tướng liền đi đưa cho bà một bản kinh văn mới của sư phụ bà ấy nói về nhà nhất định sẽ xem kỹ sau đó bà ấy nói khu dân cư chỗ các chị còn có hai bà lão cũng luyện pháp luân công hai người vô cùng tốt bụng các chị đều là những người tốt nhất tôi thích xem những thứ của pháp luân công nhất tôi nói sau khi chị xem hãy đưa cho người nhà họ hàng và bạn bè xem để họ cũng minh bạch chân tướng và được đắc cứu đặc biệt là con trai chị. Cháu chính là trụ cột của gia đình. Tôi đang nói thì con trai bà đột nhiên tiến tới, nói rằng đi ngang qua đây vào thăm một chút. Tôi nói, thật đúng lúc, tôi nói chuyện với cậu ấy một chút. Bà lập tức nói, tốt quá, con trai qua đây, gì này muốn nói với con mấy câu. Tôi liền bắt đầu giảng chân tướng cho con trai bà. Cuối cùng cậu ấy đã vui vẻ đồng ý làm tam thoái. Cũng nói, cảm ơn gì? Tôi nghĩ đây là ăn bài khéo léo của sư phụ. Một buổi chiều cuối tháng 2, tôi đi thăm một vị trưởng ban ở công ty cũ. Năm nay ông đã 93 tuổi, là người rất chính trực. Tôi từng mang tới cho ông những tài liệu như chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Ông coi như báu vật không rời tay vợ chồng ông cũng đã làm tam thoái. Hôm đó, ông vừa nhìn thấy tôi liền hô lên: "Pháp Luân Đại Pháp, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Ông thao thao bất tuyệt kể cho tôi, sau khi phong tỏa dịch bệnh được bãi bỏ, ông cũng bị dương tính. Tình hình bệnh rất nghiêm trọng, không thể nhập viện ở bệnh viện địa phương. Cuối cùng ông nhờ quan hệ mới có thể vào phòng hồi sức tích cực của một bệnh viện ông không quên mặc niệm chín chữ chân ngôn pháp luân đại pháp hào chân thiện nhẫn hào một ông lão tuổi cao như vậy cuối cùng lại từ quỷ môn quan quay trở về hiện tại thân thể hồi phục rất tốt ông ấy vô cùng cảm ơn thần phù hộ nói rằng tòa nhà của họ có sáu người đã qua đời mà người cao tuổi như ông lại sống sót tôi nói ông đúng là đã nhận được phúc báo lớn nghe nói tôi không nhiễm bệnh ông ấy giơ ngón tay cái lên nói quá vĩ đại tôi biết ông nói đại pháp quá vĩ đại tôi nói hôm nay tôi mang đến cho ông bài kinh văn mới vì sao có nhân loại của sư phụ đây là lần đầu tiên sư phụ giảng cấp cho chúng sinh toàn thế giới mỗi câu đều là thiên cơ vô cùng chân quý ông nên xem kỹ cũng đừng quên để người nhà cùng xem Ông nói, nhất định, nhất định. Đầu tháng 3, tôi quay lại cửa hàng nơi tôi đã từng làm việc. Khi tôi bước vào, trường cửa hàng nói, bài giảng pháp của sư phụ mà bà đưa tới lần trước tôi đã xem rồi, thật quá tốt. Chồng tôi và bố mẹ chồng, người nhà cũng xem rồi, nói rất tốt. Hai ngày trước, tôi gặp một nhân viên cũ của công ty. Bà ấy nói, giờ tôi đã biết rồi con người đều là do thần tạo ra, không phải từ khỉ tiến hóa thành. Đảng Cộng sản cổ suý cho chủ nghĩa vô thần, con người đều bất kính với thần, không tin vào thiện ác hữu báo. Bà xem, xã hội này loạn đến mức nào, cũng hại người Trung Quốc chúng ta khổ thế nào. 2. Truyền kinh văn mới cho những người đã nghe chân tướng nhưng chưa làm tam thoái. Chiều ngày 17 tháng 2, trên đường về nhà tôi nhớ tới một khách hàng cũ đã làm tam thoái vợ của ông vốn là một đồng nghiệp cũ cùng đơn vị với tôi đã có mấy người từng giảng chân tướng cho bà nhưng bà đều từ chối không thoái vị khách hàng cũ này từng mời tôi nếu có cơ hội tới hàn huyên tâm sự với vợ ông một chút tôi nghĩ hôm nay có thời gian tới gặp người đồng nghiệp cũ này đang nghĩ vậy tôi chợt phát hiện chính người đồng nghiệp này đang đi về phía mình. Tôi vui mừng suýt nhảy lên, thầm nói trong tâm. Cảm tạ sư phụ, cảm tạ sư phụ. Chúng tôi hàn huyên với nhau mấy câu. Tôi nói, hiếm khi được gặp nhau, chúng ta quen biết hơn 40 năm rồi. Tôi có mấy lời trong lòng muốn nói với chị. Chị biết tôi từng mắc bệnh cao huyết áp, bệnh động mạch vành, suy nhược thần kinh nghiêm trọng có lần đang làm việc còn ngất xỉu phải đi cấp cứu. Năm 1996, sau khi tôi tu luyện pháp luân công, khắp thân nhẹ nhàng không bệnh tật, một mạch làm việc đến năm 2021. Sau khi nghỉ hưu, tôi lại được mời ở lại làm việc mười mấy năm. Suốt 26-27 năm tôi không cần đi khám bác sĩ, không cần uống thuốc. Năm ngoái những người xung quanh đều dương tính với COVID tôi vẫn bình an vô sự. Pháp Luân Công là công pháp tính mệnh song tu, là đại pháp cao đức của Phật gia, đã được hồng truyền trên hơn 100 quốc gia, chỉ bị bức hại ở Trung Quốc. Chỉ cũng biết, ở đơn vị cũ, tôi là một nhân viên tốt yêu nghề, ở nhà hỗ trợ chồng nuôi dạy con cái, hiếu kính với bố mẹ chồng, mọi người đều công nhận tôi là người tốt. Tôi bị họ tịch biên nhà cửa, bức hại đưa vào trại tạm giam, lớp tẩy não. Có bao nhiêu người tốt như tôi, tốt hơn tôi, đã bị họ bức hại đến chết, bị tàn phế, phát điên, bao nhiêu người nhà tan cửa nát. Họ còn mổ cướp thu hoạch nội tạng của người tu luyện Đại Pháp để làm cây ghép kiếm lời. Đã nhiều năm như vậy, chị cũng nghe không ít chân tướng. Cô ấy nói, các chị đối với chính trị hiện nay thấy thế nào? tôi nói, người tu luyện chúng tôi không tham dự vào chính trị. Đối với người lãnh đạo hiện nay chúng tôi không khen không chê. Sang trạch dân cùng ác đảng bức hại pháp luân công, chúng tôi mới vạch trần tội ác của chúng, giải chân tướng cho con người thế gian. Tôi còn kể cho cô ấy về tàng tự thạch, trời diệt trung cộng là điều tất yếu. Tôi nói tiếp, chúng tôi khuyên mọi người làm tam thoái là để mọi người rời xa tả ác không bị chôn cùng tà ác và được bình an chị là một người sáng suốt hy vọng chị có được lựa chọn sáng suốt sư phụ của chúng tôi tử bi năm trước đã giảng pháp vì sao có nhân loại đây là lần đầu tiên sư phụ giảng pháp hướng tới chúng sinh toàn thế giới tôi đang muốn đưa đến cho chị thật trùng hợp lại gặp chị tôi thật lòng hy vọng người thân và bạn bè của tôi đều có thể minh bạch chân tướng, tránh khỏi kiếp nạn, đều có tương lai tốt đẹp. Chị cũng làm tam thoái đi. Cô ấy vui vẻ nói. Được, tôi làm tam thoái để được bình an. Cảm ơn chị. Tôi nói, không cần cảm ơn tôi. Chị hãy cảm ơn sư phụ của chúng tôi. 3. Trực diện truyền kinh văn mới tới những người không quen biết. Gần đây tôi đem kinh văn mới của sư phụ và các tài liệu giả chân tướng cho vào túi, yêu cầu bản thân đi giả chân tướng trực diện. Sau khi khuyên tam thoái sẽ mang kinh văn mới của sư phụ cấp cho họ. Một buổi chiều tối đầu tháng 3, trên đường về nhà, tôi gặp một cậu thanh niên bán táo. Tôi vừa mua táo vừa nói chuyện với cậu ấy, vừa vào chủ đề chính, đột nhiên có mấy người đi tới mua hoa quả cậu thanh niên bận việc bán hàng, nói với tôi, dì ơi, ngày nào cháu cũng bán hoa quả ở gần đây, hôm khác chúng ta nói chuyện nhé. Tôi nghĩ, đây nhất định là người hữu duyên tới nghe chân tướng. Tôi chờ cậu ấy một lát. Lúc này đột nhiên có người gọi tôi. Tôi quay đầu lại nhìn. Hóa ra là giám đốc đơn vị cũ. Tôi nghĩ thật trùng hợp. Tôi còn muốn tranh thủ thời gian mang kinh văn mới đến cho ông ấy tôi liền dắt xe đi bên cạnh trò chuyện với ông ấy cuối cùng tôi đưa cho ông một bản kinh văn mới của sư phụ ông vui mừng nói thật tốt quá tôi về nhà nhất định sẽ đọc kỹ chập tối ngày hôm sau tôi lại gặp cậu thanh niên bán táo vừa nhìn thấy tôi cậu ấy liền nói dì ơi cháu nhớ hôm qua dì mua hoa quả của cháu Người tốt như gì mua đồ không mặc cả, không bớt số lẻ, còn châm trước thông cảm cho chúng cháu, thật sự hiếm thấy. Tôi nói, người tu luyện pháp luân công chúng tôi đều như thế. Sư phụ chúng tôi yêu cầu chúng tôi làm việc cần suy nghĩ cho người khác, ở đâu cũng là một người tốt. Thế là tôi giả chân tướng cơ bản về pháp luân công cho cậu ấy, vì sao cần làm tam thoái bảo đảm bình an, vân vân cậu ấy vô cùng tán đồng, nói Dì ơi, cháu còn là đảng viên, thì giúp cháu thoái nhé. Tôi nói, không vấn đề gì. Năm ngoái ân sư của chúng tôi đã giảng pháp vì sao có nhân loại cho chúng sinh toàn thế giới. Nói rằng, câu nào cũng là thiên cơ, là để con người biết được chân tướng, lại lần nữa cấp cơ hội được cứu cho con người. Trích vì sao có nhân loại? Dì cho cháu một bản, về nhà cháu hãy đọc kỹ, cho người thân bạn bè cháu cùng đọc, vô cùng trân quý, nhất định phải quý trọng. Cậu ấy nói, vâng, cháu nhất định sẽ đọc nghiêm túc. Tôi lại đưa cho cậu ấy các loại tài liệu chân tướng như Thiên tứ Hồng Phúc, Trời Ban Hồng Phúc và Chúc Bạn Bình An. Cậu ấy cất vào túi như bảo bối và ngày sau tôi lại gặp cậu ấy, cậu ấy nói: "Chúng ta thật có duyên lại gặp nhau. Thật cảm ơn gì, cháu đã xem rồi, bài giảng thật hay. Sau này cháu cũng học các gì làm người tốt, vì bản thân cũng vì tích đức cho con cháu đời sau." Trong đoạn thời gian này, tôi càng thêm thể ngộ sâu sắc rằng chúng sinh đang thức tỉnh và mong chờ được cứu. Hồng thế chính pháp lại mở ra một bức màn mới. Giảng chân tướng cứu người là trách nhiệm của đệ tử đại pháp. Hết thầy đều là sư phụ đang làm. Sư phụ trong mọi thời khắc đều đang ở bên chúng ta. Nhất tư nhất niệm của chúng ta, sư phụ đều biết rõ. Ngoài những người tôi tình cầu gặp được nói đến trong bài chia sẻ, còn có những đồng nghiệp và bạn bè, tôi nghĩ đến họ nhưng không có điện thoại liên lạc cũng không biết địa chỉ, thật thần kỳ tôi cũng gặp được họ. Sư phụ từ bi vô lượng, tận tâm vì đệ tử, vì chúng sinh. Đệ tử chỉ có thể tinh tấn thực tu, hoàn thành sứ mệnh, không phụ lòng sư tôn từ bi cứu độ. Chương trình phát tay ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.